Kính chào quý vị và các đồng chí. Trong chuyên mục An ninh Thanh Hóa hôm nay, mời quý vị và các đồng chí theo dõi phóng sự Nỗ lực vì ngày Tết bình yên không tiếng pháo. Trước đó là phần điểm tin hoạt động của các đơn vị công an trong tỉnh tuần qua. Sau đây, mời quý vị và các đồng chí theo dõi nội dung chương trình. Kính thưa quý vị và các đồng chí, sáng 31 tháng 12 năm 2020, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an thành phố Thanh Hóa đã tổ chức cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh, các đồng chí đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và một số cán bộ công nhân viên chức công tác tại Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, hai đơn vị đã làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử cho 33 đồng chí là đại biểu chính thức và 3 đồng chí là đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Được biết, các đồng chí lãnh đạo tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng sẽ được cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử trước thời gian diễn ra đại hội. Cũng trong sáng ngày 31 tháng 12, hai đơn vị đã tổ chức thu nhận trước hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip cho 65 đồng chí là cán bộ công nhân viên chức công tác tại Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Việc thu nhận trước hồ sơ cấp căn cước công dân là để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, đồng thời để cơ quan công an thu nhận trước hồ sơ, rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện và đảm bảo tránh lãng phí về thời gian. Trong tuần qua, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh dự chỉ đạo hội nghị. Năm 2011, trên cơ sở bám sát các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác trọng tâm mà nghị quyết của Đảng ủy, kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh đã đề ra, các đơn vị công an trong tỉnh đã xác định sẽ tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề cao vai trò trách nhiệm và tính nêu gương của lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ chiến sĩ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an Thanh Hóa trong sạch, liêm chính, vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trước mắt, các đơn vị cần chủ động phối hợp và triển khai các phương án, kế hoạch, mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh đảm bảo tốt an ninh trật tự Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 và bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trên lĩnh vực đấu tranh trấn áp tội phạm, trong tuần qua, các đơn vị công an trong tỉnh đã liên tiếp điều tra làm rõ nhiều vụ, bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp hình sự. Điển hình, vừa qua công tác tuyên truyền vận động, anh Nguyễn Văn Trường sinh năm 1986 ở xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn đã đến giao nộp cho công an xã Dân Lực 50 quả pháo cù cùng 50 dây cháy chậm, mỗi dây dài 30 cm. Theo anh Trường trình bày, số pháo trên được anh mua của một người không quen biết. Tuy nhiên, sau khi được tuyên truyền vận động thì anh đã chủ động liên hệ với công an xã Dân Lực để tự nguyện giao nộp. Tiếp đó, ngày 28 tháng 12 năm 2020, tại phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Công an thị xã Bỉm Sơn đã bắt quả tang đối tượng Hà Văn Quang, sinh năm 1992, trú tại phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn, đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại chỗ, lực lượng công an đã thu giữ được 34,577 gram ma túy đá, một xe máy, một điện thoại di động và 17 triệu đồng tiền mặt. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng công an tiếp tục phát hiện thu giữ 31,261 gram ma túy đá. Tại cơ quan công an, Quang khai nhận toàn bộ số ma túy đá bị lực lượng công an thu giữ là do Quang mua của một người không quen biết ở Hà Nội để sử dụng và bán cho các đối tượng nghiện để kiếm lời. Mới đây, ngày 31 tháng 12 năm 2020, Công an thành phố Thanh Hóa đã khởi tố bị can tạm giam đối tượng Nguyễn Tôn Hiệp, sinh năm 1983, trú tại xã Hoàng Đại, thành phố Thanh Hóa về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 27 tháng 12, nhận được tin báo của bà PTH ở phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa về việc mất chiếc xe máy SH biển kiểm soát 36B576803 đang dựng trước cửa nhà. Công an thành phố Thanh Hóa đã vào cuộc điều tra và phát hiện ra nơi cất giấu chiếc xe. Sau quá trình tuyên truyền vận động đến ngày 29 tháng 12, Nguyễn Tôn Hiệp đã đến Công an thành phố Thanh Hóa xin đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện các vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Sáu mươi chín vụ, 89 đối tượng, hơn 400 kg pháo các loại cùng hàng nghìn hung khí, vũ khí nguy hiểm khác. Đó là số vụ, số đối tượng và số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo mà lực lượng Công an Thanh Hóa đã phát hiện, bắt giữ, vận động thu hồi trong năm 2020. Đặc biệt, chỉ trong gần một tháng ra quân thực hiện cao điểm phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về pháo, các lực lượng công an trong tỉnh
đã bắt giữ 8 vụ, 9 đối tượng liên quan đến pháo, thu giữ hơn 100 kg pháo các loại. Điều đáng nói là mặc dù nhà nước đã có quy định cấm pháo hàng chục năm nay, nhưng do nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân, nhất là thanh thiếu niên còn hạn chế, nên tình trạng mua bán, tang trữ, vận chuyển và sử dụng pháo trái phép vẫn diễn ra ở nhiều địa phương trong tỉnh. Phòng PC06 là đơn vị tham mưu cho giám đốc trong công tác quản lý pháo trên địa bàn, thì đã chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng để tham mưu cho giám đốc ban hành hướng dẫn trong cái công tác quản lý sử dụng pháo trên địa bàn toàn tỉnh. Trên cơ sở hướng dẫn, các cái đơn vị chức năng sẽ tham mưu cho chủ tịch tỉnh để ra chỉ thị yêu cầu tất cả các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện đều vào cuộc để chỉ đạo các cái lực lượng theo chức năng nhiệm vụ để phối hợp với lực lượng công an trong cái công tác quản lý pháo, huy động các lực lượng cùng tham gia tuần tra kiểm soát, cắm chốt tại các cái địa bàn khu vực trọng điểm, không để diễn ra cái tình trạng pháo nổ trái phép trên địa bàn, đặc biệt trong đêm giao thừa. Và một điều rất đáng lưu ý là Nghị định 137 của Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành sẽ có hiệu lực vào ngày 11 tháng 1 năm 2021. Theo đó thì người dân được phép sử dụng pháo hoa, đó là những loại pháo mà tạo hiệu ứng âm thanh nhưng không có tiếng nổ. Và pháo hoa chỉ được phép sử dụng khi được cái cơ quan là Bộ Quốc phòng sản xuất, và cũng cơ quan này được phép kinh doanh. Theo quy luật, cứ gần thời điểm Tết Nguyên đán, tình hình buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo nổ lại diễn biến phức tạp. Với quyết tâm không để xảy ra đốt pháo trái phép trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhất là trong đêm giao thừa, Công an tỉnh đã phối hợp với các cấp chính quyền cùng các ngành chức năng ra quân đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức ký cam kết, in ấn, phát hành tờ rơi, thư kêu gọi về chủ trương cấm pháo, công khai số điện thoại đường dây nóng để nhân dân biết và tố giác các trường hợp sản xuất, buôn bán, tàng trữ pháo trái phép. Đồng thời tổ chức triển khai những điểm mới của Nghị định 137 của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo. Thông qua đó đã giúp người dân nắm vững luật pháp, tự giác chấp hành và tham gia cùng các lực lượng chức năng phát hiện, đấu tranh với các hoạt động mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép. Ủy ban huyện đã triển khai tổ chức chỉ đạo cho các lực lượng chức năng và các cơ quan đơn vị trực thuộc và Ủy ban nhân dân các xã thị trấn thực hiện tốt hiệu quả Nghị định 137, đồng thời xây dựng các nội dung biện pháp tuyên truyền phù hợp để toàn thể nhân dân nắm bắt được và hiểu và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng chống pháo nổ, chỉ đạo và giao cho công an huyện chủ động xây dựng cái kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện cái cao điểm phòng chống sản xuất này, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép trong dịp Tết Tân Sửu năm 2021. Cùng với sự vào cuộc của các cấp các ngành, thời gian qua, các lực lượng công an trong tỉnh đã đồng loạt ra quân triển khai quyết liệt các biện pháp từ công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, Nhà nước về cấm pháo đến việc phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra kiểm soát trên các tuyến địa bàn trọng điểm để phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh xử lý nghiêm các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo. Đáng chú ý là hiện nay các đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo để mua bán pháo nổ trái phép. Trong cái thời gian tới, chúng tôi sẽ tham mưu cho Chủ tịch Ban dân huyện tổ chức một cái hội nghị cấp huyện để mà tổ chức triển khai quán triệt đến bí thư, chủ tịch Ủy ban dân các xã thị trấn ngăn chặn đấu tranh cái pháo trong cái dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, chỉ đạo lực lượng công an các xã, các đội nghiệp vụ tăng cường các cái biện pháp nghiệp vụ để mà đấu tranh ngăn chặn cái đốt pháo, nhất là trong đêm giao thừa. Trên cơ sở cái mạng xã hội, đó là cái trang Zalo, Facebook của công an huyện tuyên truyền pháp luật, thì chúng tôi sẽ nâng cao cái cảnh báo cho người dân và đồng thời là qua các cái mạng xã hội để nắm cái tình hình liên quan đến các cái đối tượng để mà phòng ngừa và đấu tranh với cái đối tượng này. Mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo là hành vi vi phạm pháp luật. Tất cả các trường hợp tự giác giao nộp pháo đều không bị xử lý dưới bất kỳ hình thức nào. Vì bình yên cuộc sống, mọi người, mọi nhà hãy nói không với sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo. Chuyên mục An ninh Thanh Hóa hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục tuần sau.